Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Estin For hỗ trợ tăng cường nội tiết, níu giữ nét xuân. Chào mừng các bạn đã đến bảng tin showbiz 24 giờ trên kênh ống kính hậu trường. Kajit, Binzy là cặp đôi nhận về sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Không chỉ góp mặt cùng nhau trong nhiều chương trình truyền hình, cả hai còn gây ấn tượng bởi tình bạn vô cùng thân thiết. Thế nhưng mới đây, Kajit bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân của anh dòng trạng thái cực gắt với nội dung: "Anh chị ơi, bớt mấy cặp thả thính đi. Fan cần sự tinh tế và sự học hỏi ở người mình thần tượng nhiều hơn." Dường như Kajit đang muốn nhắc đến việc nhiều đồng nghiệp xung quanh anh thường xuyên đăng những dòng trạng thái thả thính không phù hợp, gây ảnh hưởng đến khán giả. Đồng thời, Kajit nhấn mạnh fan cần sự tinh tế và sự học hỏi ở người họ thần tượng hơn là các dòng trạng thái thả thính. Đương nhiên, nói về trình độ thả thính của showbiz Việt thì Binzy chính là ông hoàng. Từ những phát ngôn, cách ăn mặc hay cả những câu thả thính trên mạng xã hội của bad boy văn vẻ Binzy đều dễ dàng trở thành trend và được chia sẻ rộng rãi. Hiện dòng trạng thái khá gắt của Kajit đang nhắm đến ai vẫn đang được cư dân mạng đoán già đoán non, chắc phải đợi người trong cuộc lên tiếng làm rõ thôi. Trước đó, Kajit đã có lời chia sẻ bảo vệ Binzy gây chú ý sau khi chung kết rap Việt vừa kết thúc. Trong đêm chung kết rap Việt mùa 2, MC Trấn Thành đã lên tiếng bênh vực Binzy khi có ý kiến cho rằng do cách cầm quân của anh mà loạt thí sinh tốt bị loại. Ngay sau khi kết thúc chương trình, Kajit cũng đăng đàn bảo vệ Binzy và lập tức thu hút sự chú ý. Theo đó, Kajit khẳng định Binzy là người không hay nói nhiều nhưng lại rất dễ bị tổn thương. Anh nói thêm, về phần háo thắng, tất cả rapper chúng mình ai cũng có cái tôi. Thậm chí, anh còn sử dụng từ bố láo để bảo vệ người bạn đồng nghiệp. Ai cũng có cái tôi và sự bố láo nhất định, đừng khắc nghiệt quá với người bạn của mình. Bên dưới phần bình luận, Kajit không quên nhắn nhủ cộng đồng mạng: các bạn ơi, đây chỉ là cuộc chơi và cậu ấy đã cố hết sức. Đừng đem chuyện cũ vào đây đay nghiến một người nghệ sĩ nữa. Trước đó, nói về Binzy, MC Trấn Thành cho hay: có một điều này không phải là tôi nói đỡ cho Binzy, nhưng tôi thấy cái gì đúng với lương tâm tôi thì tôi sẽ nói ra. Tôi cũng có theo dõi trên mạng, trong các vòng vừa qua, tôi thấy rất tội cho Binzy vì rất nhiều người nói huấn luyện viên Binzy không biết đã làm gì với thí sinh của mình mà rất nhiều thí sinh tốt đã bị loại. Thưa quý vị, chúng ta phải khách quan và công tâm để biết được rằng trong cuộc sống có rất nhiều điều ở đằng sau lưng mà chúng ta không thấy được. Ví dụ một thí sinh khi bước lên sân khấu, phong độ trình diễn của họ đôi khi cũng sẽ khác so với trước đó. Bài thi của họ có thể trước đó rất tốt, nhưng ở giai đoạn nào đó trong cuộc đời, đôi khi họ không có tâm trạng thì ở vòng thi đó, họ cũng sẽ không ra được một bài hay. Nếu điều đó chúng ta đổ hết mọi tội lỗi cho huấn luyện viên thì rất tội nghiệp. Không những chỉ cho Binzy mà cho tất cả huấn luyện viên ở đây vì họ đã làm rất tốt công việc của mình. Tôi chỉ muốn nói ở đây để quý vị khán giả hiểu rõ hơn là đôi khi không phải thí sinh về với Binzy thì Binzy làm các bạn trở nên không tốt bằng phiên bản các bạn trước đó. Tất cả mọi thứ đều là do thí sinh mà thôi. Tất cả huấn luyện viên ở đây chỉ làm đúng một công tác là góp ý, dặm mắm thêm muối để sức sáng tạo của thí sinh bay xa hơn, chứ bản thân huấn luyện viên không nghĩ bài giúp thí sinh. Vì thế, chúng ta hãy công tâm để nhìn nhận một vấn đề. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin showbiz 24 giờ trên kênh ống kính hậu trường. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!